Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây sáng ngày thứ ba, 8 tháng 1 2019 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàng trăm ngàn chậu hoa tại làng hoa Thới An đã sẵn sàng ra chợ đón Tết. Hơn 25 triệu thẻ ATM phải chuyển sang thẻ chip vào cuối năm 2019. Công an Bình Dương triệt phá đường dây tín dụng đen. Kỷ lục thế giới mới về lễ cưới tập thể tại Ấn Độ. Trong năm 2019, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các tour du lịch hấp dẫn bằng đường sắt với mức giá ưu đãi. Đó là nội dung chính của thỏa thuận hợp tác kích cầu du lịch bằng đường sắt giữa Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã được ký kết vào chiều hôm qua 7 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, du khách trong nước và quốc tế khi mua tour của các công ty lữ hành thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng đường sắt trong năm nay sẽ được hưởng mức giá ưu đãi với chất lượng dịch vụ cao. Cụ thể, giá vé ghế ngồi và giường nằm của các cặp tàu thống nhất hiện nay sẽ được bán với giá thấp hơn từ 10 đến 50% mức giá thông thường tùy thời điểm. Chương trình kích cầu du lịch bằng đường sắt nhằm góp phần gia tăng nguồn khách nội địa và khách quốc tế đến với các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là các điểm đến hấp dẫn dọc miền Trung, phối hợp quảng bá các điểm đến, kết nối các tour du lịch với vận chuyển bằng tàu hỏa, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tiện nghi và an toàn cho du khách. Những ngày này, các nhà vườn tại làng hoa Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp tới. Với gần 100.000 chậu hoa Tết cỡ trung, đến nay người dân đã có thể an lòng khi các loài hoa đang nở đúng tiến độ và thời tiết cuối năm tương đối thuận lợi. Mỗi ngày, các chậu cúc đại đoá đều được tưới nước từ 2 đến 3 lần tùy nhiệt độ môi trường, đặc biệt được cắt tỉa lá và điều chỉnh dáng để cây phát triển đồng đều. Ngoài ra, các hộ dân trồng màu gà, hướng dương, cát tường cũng đang tập trung cao độ. Mình trồng được 10.000 chậu, bông cát tường, bông màu gà, bông cúc đại đoá, cúc pha lê. Lắp lá, lắp cho mau ra bông, từ được một cái hạt giống mà lên đến một cái cành bông để bán Tết rất được khổ, qua nhiều công đoạn lắm. Ngoài hoa chậu, các vườn treo hoa lan cũng đang nhập về hàng loạt loại hoa mới như lan rừng và lan ý. Các loại cây thân gỗ mềm như phát tài, sứ, sung cũng được chăm bón kỹ. Đặc biệt năm nay, một số nhà vườn bắt đầu phát triển mô hình điêu khắc tượng Phúc Lộc Thọ trên thân cây. Mặt hàng này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách chơi cây cảnh. Các loại hoa cây kiểng sẽ chính thức được bày bán vào ngày 24 tháng Chạp tới tại lễ hội Hoa Xuân, quận 12. Vào thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp với các thủ đoạn trộm cướp tinh vi và liều lĩnh. Đặc biệt, các tiệm vàng trở thành tầm ngắm và không ít tiệm vàng đã bị kẻ trộm đột nhập chỉ trong một đêm. Ghi nhận sau tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 6 tháng 1, chủ tiệm vàng Nguyễn Cam ở huyện Mộ Đức tá hỏa phát hiện nhiều khay vàng trong tủ bị bất, thiệt hại trên 600 triệu đồng. Khi đó, hai vợ chồng vắng nhà vì lo chuyện tang lễ người thân. Rồi mới tóm năm nay rồi mà bây giờ toàn bộ vòng tay trong tủ rồi nó lấy hết, nó lựa mấy cái bự nó lấy hết. Vàng bạc đá quý, tiền tệ là tài sản có giá trị, dễ tiêu thụ và khó bị phát hiện. Nhưng công tác bảo vệ lại lỏng lẻo do tâm lý chủ quan là có camera hoặc chuông báo động. Như tiệm vàng Nguyễn Cam tuy bắt camera, nhưng khi mất trộm không trích xuất hình được do camera không cài chế độ lưu hình. Khi nào mà mình buông vòn là hiển nhiên là mình phải có tài sản. Cho nên là trộm bô giờ nó cũng ngám vào, cho nên mình lúc nào phải cảnh giác và với. Vụ việc trên cho thấy, ngoài việc tăng cường sự hỗ trợ, tuần tra của lực lượng thực thi pháp luật, thì người dân nên ý thức và chủ động bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản của chính mình. Mỗi ngày, trên cả nước xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương vong và gia cảnh tan nát. Vậy đâu là nguyên nhân? Do đường xá, do phương tiện, có lẽ mấu chốt vẫn là do tài xế, mà sâu xa hơn là do quy trình cấp bằng lái xe kém chặt chẽ hay đạo đức tài xế xuống cấp. Vượt đèn đỏ cũng chết, ngồi vỉa hè cũng chết, đang đi trên đường cũng chết, thậm chí dừng đèn đỏ đúng luật giao thông vẫn chết. Một số liệu không mới nhưng đáng giật mình, theo khảo sát từ 6 năm trước, có hơn 30% tài xế xe container dương tính với ma túy. Ngoài ra, tình trạng lái xe khi đã sử dụng rượu bia cũng gây tai nạn thường xuyên. Nhiều ý kiến cho rằng phải ngay lập tức rà soát và kiểm tra sức khỏe của đội ngũ tài xế, nhất là tài xế đường dài. Bên cạnh đó, các chủ xe cũng phải có trách nhiệm, không bắt ép lái xe lái nhiều giờ, thâu đêm dẫn đến căng thẳng. Đồng thời, công tác đào tạo, sát hạch lái xe cũng phải siết chặt hơn nữa cả về thời gian lẫn chất lượng đào tạo. Lái xe là nghề đặc thù có liên quan đến nhiều người.
Vì vậy, việc nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp luôn là bài học đầu tiên của các tài xế trước khi chính thức ngồi sau tay lái. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 2 năm 2019. Theo đó, thông tư bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam. Lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip như sau. Đối với tổ chức phát hành thẻ, đến cuối tháng 12 năm 2019, ít nhất 30% số thẻ có pin do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Như vậy, trên 25 triệu thẻ ATM trong khoảng hơn 85 triệu thẻ ATM đang lưu hành sẽ phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang thẻ chip. Đến cuối năm 2020, ít nhất 60% số thẻ có pin do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành tương đương hơn 51 triệu thẻ ATM phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang thẻ chip. Hạn chót chuyển đổi toàn bộ số lượng thẻ ATM đang lưu hành trên thị trường từ thẻ từ sang thẻ chip của các ngân hàng thương mại là cuối năm 2021. Từ tháng 11/2018, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương không đưa thêm lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng in mới ra thị trường. Và dịp Tết Nguyên đán 2019 cũng như vậy, đó là thông tin từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong buổi họp báo vào hôm qua 7 tháng 1. Dù không đưa lượng tiền mới in ra thị trường, nhưng tổng lượng tiền lẻ đã qua lưu thông cung ứng cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 dự kiến tăng 25%, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tổ chức và cá nhân. Theo ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành Kho Quỹ Ngân hàng Nhà nước, việc điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước là điều hành cho cả năm, không chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán. Chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Dự kiến trong năm 2019, tiết kiệm được khoảng 390 tỷ đồng. Tính từ năm 2013 đến nay, chi phí tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 2.590 tỷ đồng. Với số lượng dự trữ hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền một cách hợp lý. Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố, năm 2018, cả nước có 142.860 lao động đi làm việc tại nước ngoài, vượt ngưỡng 100.000 lao động một năm. Kết quả này cũng vượt 30% so với kế hoạch năm 2018 đề ra và tăng 0,6% so với năm 2017. Đáng chú ý, 2018 cũng là năm đầu tiên thị trường Nhật Bản vượt qua Đài Loan, Trung Quốc để trở thành nước tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất với gần 69.000 người. Tiếp đó là các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Romania. Dự báo trong năm nay, số lượng lao động làm việc tại Nhật Bản sẽ còn tiếp tục tăng mạnh hơn nữa khi dự luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi chính thức được Thượng viện Nhật Bản thông qua ngày 8 tháng 12 và có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019. Những tín hiệu sáng của lĩnh vực xuất khẩu lao động còn đến từ bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động được ký vào cuối năm 2018. Thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, chỉ riêng với thị trường Bulgaria, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 lao động ở 6 lĩnh vực xây dựng, dệt may, nông nghiệp công nghệ cao, điều dưỡng. Tiếp theo đây trong chương trình, Công an Bình Định bắt đối tượng tàng trữ hơn 100 gói ma túy. Cán chết người, xe container bỏ chạy bị người dân truy đuổi. Tiếp theo là một an ninh trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiều hôm qua 7 tháng 1, lực lượng biên phòng tỉnh Bình Định đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đó là đối tượng Thái Văn Phúc, 39 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Lực lượng biên phòng bắt quả tang Phúc đang tàng trữ trái phép chất ma túy với trọng lượng khoảng 10 gram. Khám xét nơi ở của đối tượng Phúc, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 112 gói ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan và nhiều dao kiếm. Phúc khai nhận toàn bộ số ma túy này được mua từ một người không quen biết ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi bằng đường xe khách về Bình Định. Số tiền lô ma túy này khoảng 25 đến 30 triệu đồng, Phúc chia nhỏ bán kiếm lời. Lực lượng biên phòng đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, hoàn tất hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hai đối tượng cầm đầu một đường dây chuyên cho vay nặng lãi. Khách hàng mà các đối tượng này nhắm đến là những công nhân và lao động nghèo. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Hoàng Văn Phong sinh năm 1982 và Hoàng Văn Duy sinh năm 1988, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương.
Cả hai bị điều tra về hành vi hoạt động tín dụng đen với lãi suất cao và thường xuyên điện thoại khủng bố đe dọa tính mạng con nợ khi họ trả chậm hoặc không có khả năng chi trả. Chỉ trong tháng 12 năm 2018, các đối tượng đã cho 20 người vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, thu lãi bất chính trên 200 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dầu Tiến đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương mở rộng điều tra phá án, góp phần trả lại bình yên cho người dân trên địa bàn. Cũng trong chiều tối qua, trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container làm một người chết. Sau tai nạn, tài xế xe container bỏ chạy nên bị người dân truy đuổi. Nạn nhân là ông Nguyễn Công Thiện, sinh năm 1962, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút, ông Thiện chạy xe máy trên đường số 2 hướng từ Nguyễn Văn Bá đi Kha Vạn Cân. Khi đến trước công ty truyền tải điện lực Miền Nam, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thì xe máy va chạm với xe container biển số 51C63263 chạy cùng chiều. Cú va chạm làm cho ông Thiện ngã ra đường và bị chính bánh xe container cán chết tại chỗ. Sau tai nạn, xe container tiếp tục di chuyển nên bị người dân đuổi theo yêu cầu dừng xe cách hiện trường khoảng 300m. Tài xế sau đó được đưa về công an phường để làm việc. Nhận thông tin, công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Sự cố làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Còn trước đó, trên xa lộ Hà Nội đã xảy ra một vụ việc khiến nhiều người thót tim. Hơn 16 giờ chiều cùng ngày, xe đầu kéo biển số 51C44230 chạy trên xa lộ Hà Nội hướng Suối Tiên vào trung tâm thành phố. Khi đến ngã ba khu công nghệ cao, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bất ngờ xe đầu kéo tông vào giải phân cách bên làn xe máy. Sự cố đã làm cho phần đầu xe hư hỏng, kính chắn gió bị nứt. Rất nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ chỉ cách trước đó vài mét, may mắn không có ai bị thương. Dù vậy, sự cố làm cho giao thông ở cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết phân luồng, xe cầu cũng có mặt để di dời phương tiện. Sau 3 ngày gặp nạn, một tàu cá cùng 14 ngư dân thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được cứu nạn vào bờ an toàn. Phương tiện cùng người đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh làm lễ bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được thông tin từ phương tiện số hiệu NA95038TS có 7 thuyền viên do ông Đồng Văn Dương, trú huyện Quỳnh Lưu, làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách bờ khoảng 50 hải lý, bị hỏng máy chính, buộc phải thả trôi. Trên tàu đã cạn thực phẩm và nước uống, chưa kể tình hình thời tiết có thể có diễn biến xấu. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan hữu trách có liên quan đã phối hợp cứu hộ. Đến chiều qua, 7 tháng 1, tàu cứu nạn đã đưa tàu cá và các thuyền viên về cảng cá Lạch Quèn và làm thủ tục bàn giao. Trước đó, lực lượng đồn biên phòng Quỳnh Thuận cũng đã tiếp nhận 7 ngư dân gặp nạn trên biển. Tàu cá của những người này đang hoạt động trên biển thì ống bao trục chân dịch bung khỏi vị trí, nước tràn vào làm chìm tàu. Các thuyền viên đã được cứu nạn và đưa về đồn biên phòng Quỳnh Thuận chăm sóc sức khỏe. Ngay sau đây, hàng loạt sản phẩm đột phá tại CES 2019. Kỹ thủ cờ vây chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất thế giới. Xin được trở lại với phần thông tin quốc tế. Mở đầu là một thông tin vừa cập nhật. Thưa quý vị, đêm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đã bất ngờ sang thăm Trung Quốc để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh thứ tư với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo nguồn tin báo Hàn Quốc, Han Kyore cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi trên chuyến tàu hỏa đặc biệt vượt qua biên giới Triều Trung vào chiều tối 7 tháng 1. Theo hãng tin Kyodo của Nhật, an ninh tại thành phố Đan Đông ở biên giới Trung Quốc đã được thắt chặt, động thái cho thấy nhiều khả năng một quan chức cấp cao hàng đầu nước ngoài đang có mặt tại Trung Quốc. Trong đó, Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, đoàn tàu hỏa này đã băng qua thành phố Đan Đông vào khoảng 22 giờ 15 phút tối 7 tháng 1, theo giờ địa phương. Giới chức hai nước Triều Tiên và Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận chuyến thăm. Trong các chuyến thăm trước đây, thông tin được giữ tuyệt mật và thường chỉ được công bố sau khi lãnh đạo Triều Tiên lên đường về nước. Theo các chuyên gia, chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong Un sẽ giúp củng cố vị thế trên bàn đàm phán của Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu chở than mang cờ Panama ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 1 đã tăng lên 6 người, trong khi 7 người được cứu sống. Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc tàu xuất phát từ cảng Azov của Nga đã phát tín hiệu khẩn cấp khi còn cách thành phố Samsun, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 148 km. Khi gặp nạn, trên tàu có 13 thủy thủ, trong đó có 9 người Ukraine, 2 người Azerbaijan và 2 người Nga. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Ankara cho biết không có công dân nước này trên tàu gặp nạn.
Trong khi đó, phía Ukraine thông báo có 11 thuyền viên nước này trên tàu, trong đó 4 người đã thiệt mạng. Nguyên nhân tàu chìm có thể là do thời tiết xấu. Hiện lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang điều tra vụ tai nạn. Hơn 3.500 người đã bị sứa biển tấn công khi chúng kéo đến xâm chiếm bờ biển phía đông bắc Australia, buộc chính quyền phải cấm tắm biển ở nhiều nơi. Cơ quan cứu hộ trên biển của bang Queensland hôm qua 7 tháng 1 thông báo loài sứa độc này đã chích nhiều người tắm biển vào cuối tuần qua. Tổng cộng có 3.595 người bị sứa biển chích, khiến chính quyền buộc đóng cửa 4 bãi tắm. Vết cắn của loài sứa biển này gây ra nhiều đau đớn. Ở Australia, người ta thường chứng kiến nhiều người la hoảng khi đang tắm biển do bị sứa cắn, nhưng lần này số lượng sứa xâm lấn là rất lớn. Chính quyền địa phương cũng đã bất ngờ vì hiện tượng xảy ra khi có gió thổi từ phía đông bắc về, mang sứa vào gần bờ. Người ta thường thống kê có khoảng 10.000 trường hợp bị sứa cắn mỗi năm tại vùng bờ biển phía đông Australia. Người bị sứa chích sẽ cảm thấy vết cắn rất đau. Vết thương sứa cắn được săn sóc bằng cách dùng nước nóng 45 độ C để rửa trực tiếp vào vết cắn. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES vừa khai mạc tại thành phố Las Vegas của Mỹ. Bước sang năm 2019, CES diễn ra vào đúng thời điểm của cách mạng công nghiệp 4.0 đang tới cao trào, đồng nghĩa với sự hiện diện của hàng loạt sản phẩm mới mang tính đột phá. Lâu nay, CES vẫn luôn là thiên đường cho những ai mong muốn sở hữu những chiếc màn hình to và tốt hơn. Về phần mình, Samsung có món riêng là TV MicroLED. Mỗi module MicroLED có hai bộ phận, đầu tiên là tấm nền phía sau gắn vào tường giống với các mảnh ghép Lego, tiếp đó là linh kiện màn hình được ghép vào tấm nền đó bằng nam châm. Ưu điểm lớn của MicroLED là chất lượng hình ảnh sánh ngang, thậm chí đánh bại OLED mà không cần đến thành phần hữu cơ phát quang. Nó cũng mang đến màu đen hoàn hảo, độ sáng tốt nhất và giải màu HDR siêu rộng mà không bị hiện tượng lưu ảnh cùng tuổi thọ cao hơn. Về lĩnh vực ô tô, hãng xe Trung Quốc Byton đã trình làng mẫu xe điện M-Byte độc đáo. Nhà sản xuất khoe M-Byte là xe điện có giao diện tự động trực quan nhất thế giới. Đầu năm mới là thời điểm lý tưởng để kết hôn. Thế nên, chỉ trong cuối tuần qua, đã có hàng trăm cặp đôi nên duyên vợ chồng tại các nước châu Á trong những đám cưới tập thể ấn tượng. Tại thành phố Gujarat, miền Tây Ấn Độ, 92 cô gái đã được khoác lên mình bộ trang phục cưới lộng lẫy trong ngày trọng đại của đời mình. Ít ai biết rằng họ là những người sống trong cô nhi viện, cha mẹ đã qua đời hoặc không có đủ kinh phí để tổ chức lễ cưới. Mọi thứ rất tuyệt vời. Chúng tôi được tặng nhiều quà, quần áo và những lời chúc phúc. Phụ nữ không đơn độc ở Ấn Độ và ban tổ chức hy vọng những sự kiện cộng đồng như thế này sẽ giúp họ tự tin hơn để tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống. Trong khi đó, bất chấp cái lạnh âm độ C, 47 cặp đôi đã trao cho nhau lời thề ước tại lễ hội băng và tuyết diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Sau nghi thức cưới, đại diện thành phố thông báo một kỷ lục thế giới mới cũng đã được xác lập. Đây là năm thứ 35 liên tiếp, chương trình lễ cưới tập thể được diễn ra tại lễ hội băng và tuyết, xe duyên cho hàng trăm cặp đôi khắp thế giới. Tài không đợi tuổi là trường hợp của cô bé người Nhật Bản Sumire Nakamura. Chỉ vài tháng nữa thì em sẽ chính thức trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất thế giới. Sumire Nakamura là kỳ thủ nhí đến từ Osaka. Cô bé chơi cờ từ lúc 3 tuổi, hiện đang học lớp 4 và sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào tháng 4 tới đây. Khi đó em sẽ trở thành kỳ thủ nhất đẳng. Hiệp hội cờ vây Nhật Bản cũng đã chọn Sumire vào chương trình đào tạo đặc biệt để có thể tranh tài trong các giải đấu quốc tế. Thực tế, Sumire là con nhà nòi. Cha em, ông Shinya Nakamura là kỳ thủ cửu đẳng và từng là nhà vô địch cấp quốc gia. Dù vậy thì chính ông cũng không ngờ con gái lại tiến xa đến thế. Trước Sumire Nakamura, vào năm 2010, cô bé Rina Fujisawa đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất ở xứ Phù Tang. Khi đó em được 11 tuổi 6 tháng. Ở mảng văn hóa trong nước là một tấm gương sáng về tinh thần nghị lực vượt khó, khiếm thị bẩm sinh. Nhưng chàng trai 27 tuổi Nguyễn Trường Hoan có niềm đam mê nghệ thuật dân tộc từ nhỏ. Đặc biệt, không cần đến một trường lớp nào mà chỉ nghe radio tại nhà, anh có thể đàn được đến 6 loại nhạc cụ. Khi 13 tuổi, anh Hoan nghe ông nội đàn, cảm thấy thích và xin ông dạy. Cây đàn đầu tiên là cây đàn cò do chính ông nội làm. Niềm đam mê âm nhạc lớn dần, hàng ngày anh Ngoan đều bật radio lắng tai nghe tiếng đàn và tập đàn theo. Không thể nhìn thấy nhưng cách xoa dây, nhấn phím lõm của anh đều chuyên nghiệp không khác một nghệ nhân nào.
Ngoài đàn cò, anh có thể đàn thêm đàn violon, đàn guitar phím lõm, đàn xến, đàn kìm và đàn guitar điện. Hiện anh thường trình diễn tại câu lạc bộ khiêu chiếu quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, tác phẩm của anh cùng người bạn diễn đã đạt giải nhất cuộc thi liên hoan đàn hát sơn ca Nam Bộ. Đàn cổ rồi học tới xong rồi, rồi mới qua cái bản sáu bắc bốn quán bảy bài, học ba năm học hết rồi thuộc, học từ từ rồi, lúc đầu thì đàn đầu tiên thì đàn mấy cái bài vắng vắng trước rồi sau lại rồi mới học mấy bài lớn sau. Muốn cái cho nó có cái nghề để lo cho cuộc sống nó sau này. Nói cháu thì nó đam mê đàn dữ lắm. Anh Ngoan mong muốn trong thời gian tới có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê đờn ca tài tử nhằm góp phần gìn giữ truyền thống nghệ thuật Nam Bộ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những nội dung được cập nhật trên nhiều lĩnh vực. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng để hoàn thành tốt mọi công việc. Xin thân ái, chào tạm biệt.